Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Creation. Hôm trước mình có làm cái video hướng dẫn các bạn đẩy ID2 thì mình có đọc được bình luận của rất là nhiều bạn bảo là mình làm video hướng dẫn đẩy M2 đi. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn đẩy M2 và tiện thể mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn đẩy M và M phẩy luôn. Ok, và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các bạn có thể tham khảo các sản phẩm Rubik tại website rubikstore.vn. Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả nhé. Thì để mà đẩy được M2 ấy, thì mình sẽ dùng tay trái nhé. Mình biết là có nhiều bạn dùng tay phải, có rất nhiều bạn. Và những bạn mà ngày xưa mình chơi ấy, chơi pro ấy, khá là pro luôn, toàn sắp 9, sắp 10 rồi. Có nhiều bạn ấy dùng tay phải, nhưng mà mình thì mình dùng tay trái, mình không quen tay phải. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đẩy M bằng tay trái nhé. Thì mình sẽ dùng hai ngón nào, không phải là hai ngón này đâu, mà nó là hai ngón này này. Đấy, mình sẽ đẩy như thế nào các bạn nhìn nào. Đầu tiên này, ngón này, ngón này giữ giữ tay đây nhá, hai ngón này giữ ở đây, và cái ngón trỏ bên tay phải này thì mình sẽ tiện đẩy u hoặc là u phẩy nhá. Đó, ngón này thì mình sẽ giữ vào đây, còn ngón út này coi như nó không không có tác dụng này. Đây các bạn nhìn này, đẩy này, nếu mà đẩy này nhá, một này, hai này, đó, các bạn chỉ với được đến đây thôi, không với được đến giữa này thôi, đến giữa này nó khó kéo lắm. Mình sẽ quay như này này, đây, một này, hai này, đó. Nếu mà nhìn từ dưới nó sẽ như thế này, một, hai, đó, một, hai này, một, hai này, đó. Làm nhanh thì nó sẽ như thế này, đó. Thì cái tay này, hai cái ngón này nhá, mình sẽ giữ vào đây. Còn hai ngón này mình sẽ để trống để làm gì? Để khi mà các bạn đẩy, các bạn có thể đẩy được U2 luôn. Chứ nếu mà các bạn giữ hết này, nãy mình nói hơi nhầm một chút là dùng hai ngón này, nhưng mà mình giữ một ngón này thôi. Bởi vì hai ngón này mình đẩy U2. Chứ nếu mà mình đẩy UU thì nó sẽ bị mất thời gian. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm một cái trường hợp phiên dịch chữ H cho các bạn xem nhá. Nó sẽ như thế này. M2 này, U này. M2 này, U2 này. M2 U, M2 này. Cái ngón trỏ bên này giữ vào giữa như thế này, đây, giữ vào cái đoạn giao nhau này, đây, cái này để U2, nếu có U2 thì sẽ dùng cái này, còn M2 thì sẽ dùng hai ngón này, 1 2 1 2, đó. Mình làm lại nhá, M2 U này, M2 U2, M2 U, M2 này, làm nhanh nó sẽ như thế này, rồi xong luôn rồi. Rồi, nó ra trường hợp chữ Z luôn. Đây, mình làm chữ Z luôn cho các bạn xem nhé. Chết rồi, lại làm chưa thôi. Đó, đấy là chữ U. Chữ H này. Chết rồi, làm nhanh có nó bị trượt. Đấy. Chữ Z thì sẽ như thế này. Thôi, lại hỏng rồi. Đó, chữ Z. Chữ U thì sẽ như thế nào? Chữ U dùng M thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ như thế này, hoặc là như thế này. Ngày xưa ấy, mình xem cái video của Lucas Esther ấy, dùng M mình rất là thích.
từ đó là mình học cái phương trích chữ U bằng M, nên là mình dùng này. Tất cả những cái trường hợp chữ U ấy đều dùng M hết. Nhìn phương trích rất là đẹp. Và khi mà làm được ra cái giới rồi thì các bạn này có cái chữ H này, chữ Z này, UA UB này, dùng M này, kể cả UA UB giải từ đằng sau vẫn dùng M. Nhìn nó rất là đẹp mắt. Đó thì phương trích M2 nó chỉ có như thế thôi, nó đơn giản mà. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đẩy M vào M phẩy nhé. M vào M phẩy thì nó sẽ đơn giản hơn. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đẩy M phẩy trước. Nhiều bạn nghĩ đẩy lên như thế này nó là M đúng không? Nhưng mà thực ra không phải. Đẩy lên như thế này nó là M phẩy nhá. M phẩy này, M phẩy này. Đấy, không thì các bạn lại nhìn những cái công thức ở trên các cái trang công thức mà các bạn lại nhầm lẫn đấy. Như thế này nó là M phẩy. Đẩy xuống thì nó mới là M. Đẩy M phẩy thì như thế nào? Thì nó cũng như vừa nãy mình hướng dẫn thôi. Cho cái ngón áp út này cho vào đây, để nó lên. Thế được rồi, để M phẩy thì dễ hơn đúng không? Còn để M thì nó như thế nào? Để M thì mình cũng vẫn dùng ngón này, nhưng mà mình sẽ cho vào đây, mình làm ngược lại, kéo nó xuống. Đấy, thì kéo M nó hơi khó một chút các bạn nhìn. Nếu các bạn chưa quen kéo nó sẽ hơi khó một chút. Các bạn sẽ dùng để tay vào đây. Nếu mà cho vào giữa này, viên tâm thì không đẩy được đâu. Để vào đầu cái viên cạnh này thôi, và đẩy nó xuống. Các bạn nhớ giữ chắc hai cái tay nhé, tay đặt như thế này. Tay này thì vẫn để dùng phương trích U2 này. Kéo xuống, kéo xuống, đấy. Thì cái đấy nó sẽ áp dụng được cho cái trường hợp chữ UA, UB, nó sẽ như thế này. M2 này, nó sẽ có cả M2, cả M và cả M phải luôn. M2, U, M, cái gì nhỉ? M, đúng rồi, U2, M phải, U, M2, đấy. Nếu mà các bạn muốn luyện cái U phẩy này nó áp dụng luôn thì các bạn có thể làm trường hợp chữ UB, nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ như thế. M2 U phẩy, M U2 M phẩy U phẩy M2, đấy. U2 này. Đấy, nó kết hợp được cả M, M phẩy, M2, U phẩy, U2 luôn. Cho các bạn luyện tay như thế. Rồi, công thức mình để trên màn hình cho các bạn quan sát nhé. Ok, thì cái video hướng dẫn phương trích M, M phẩy, M2 của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì để lại cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ mình. Và nếu mà các bạn cần những cái video gì thì cái đây là bình luận phía bên dưới. Mình sẽ làm video cho các bạn xem. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.